Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 1 tháng 4 Chúng ta đã bắt đầu bước qua cái ngày đầu tiên của quý 2 Và hôm nay là ngày cá tháng 4 Nhưng mà nào mà theo dõi Thuận Capital từ bao nhiêu năm qua thì con nói biết Là ngày cá tháng 4 thì Thuận hay làm một cái trò gì đó cho mọi người vui Nhưng mà năm nay Thuận cảm thấy là không có gì gọi là vui Cho nên chúng ta sẽ đi thẳng vào những cái tài liệu ngày hôm nay Khi chúng ta nói tới cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Bắt đầu cái ngày đầu tiên của quý 2 đã không được tốt các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq đã xuống gần như con số giống nhau là 4,4%. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số của thị trường châu Á hiện tại thì các bạn thấy là bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều giờ Cali thì các bạn thấy là Nikkei đã mở cửa, Nikkei của Nhật Bản nhưng mà cũng không lạc quan đã xuống và Hang Seng của Hồng Kông cũng mới vừa mở cửa các bạn thấy đã xuống 1,07%. Chúng ta vẫn chờ thị trường Thượng Hải, Shanghai mở cửa. Và khi mà các bạn nhìn vào thị trường vàng hôm nay thì vàng đã tăng lên 0,45% với cái mức là 1.598 đô cho một ounce vàng. Trong dòng quý 1 thì giữa các bạn thấy là giữa trái phiếu, cổ phiếu, Bitcoin và vàng thì vàng là một trong bốn cái loại tài sản mà đã có cái sự tăng trưởng tuy là không nhiều Tăng chuyển khoảng 4% nhưng mà cũng đỡ hơn là các bạn thấy là Bitcoin đã xuống 10% Trong vòng 3 tháng qua Và cổ phiếu thì các bạn cũng đang thấy được Là chúng ta nhìn vào những chỉ số như là chỉ số S&P 500 Đã xuống 20% và chỉ số Dow Jones đã xuống 23% trong quý 1 3 tháng đầu tiên của năm Điều này chúng ta cũng đã nói tới trong video ngày hôm qua Và một cái lĩnh vực mà chúng ta muốn nói tới hôm nay đó chính là cái ngành dầu Thì các bạn thấy được là dầu ở cái mức là 21,07 đô la là cái mức cực kỳ thấp Tuy là hôm nay đã có cái sự tăng trưởng là 3,64% Nhưng mà cái mức này rất là thấp Các bạn thấy được là trong vòng 3 tháng đầu tiên của năm Thì dầu đã xuống gần như là 60% Thì thường muốn dành một ít thời gian để mà nói về dầu Tại vì thuận cảm thấy được là gần đây có rất nhiều bạn thấy vui Tại vì giá dầu đi xuống Lý do tại sao thì thường cũng có thể hiểu được Tại vì các bạn thấy được là giá dầu đi xuống thì có thể là có nhiều lợi như là một người tiêu dùng thì giá dầu đi xuống các bạn có thể là đổ xăng với cái giá rẻ hơn hay là các bạn là một người mà sản xuất những sản phẩm mà cần dầu thì các bạn có thể là giảm chi phí sản xuất tại vì giá dầu đang rẻ. Nhưng mà khi mà cái giá dầu xuống thấp thì sẽ có một số tai hại. Tại sao thì các bạn thấy là chúng ta đang nhìn vào trang web energy.gov đây chỉ là một trang web mà thống kê cái ngành năng lượng ở Hoa Kỳ và đây là thống kê năm 2017 thì các bạn thấy là cái ngành năng lượng ở Hoa Kỳ là có nhiều cái thành phần như là chúng ta thấy được là có những công ty sản xuất năng lượng sử dụng dầu hay là những công ty sản xuất năng lượng sử dụng năng lượng mặt trời hay là dùng gió để mà sản xuất năng lượng thì các bạn thấy là chỉ thống kê cái ngành sản xuất năng lượng ở Hoa Kỳ phần lớn vẫn là nhiều người làm việc trên những cái hãng sản xuất dầu nhưng mà toàn bộ cái ngành sản xuất năng lượng thì tính theo thống kê năm 2017 là có tới 6,4 triệu người Hoa Kỳ làm việc trong cái lĩnh vực này nghĩa là khoảng chừng là 14% của tất cả công nhân ở Hoa Kỳ là làm việc cho cái ngành sản xuất năng lượng và cái ngành sản xuất dầu là một ngành mà chiếm tỷ lệ rất là cao. Và các bạn thấy được là đây chỉ là thống kê của cái ngành sản xuất năng lượng ở Hoa Kỳ, chúng ta không nói tới cả thế giới. Và một điều mà các bạn thấy là nếu như mà giá dầu cứ tiếp tục ở cái mức thấp hay là lại đi xuống thấp hơn thì sẽ dẫn đến một số công ty sản xuất dầu phá sản và đương nhiên khi mà họ phá sản thì họ sẽ sa thải nhân viên, khiến cho cái số người thất nghiệp sẽ tăng lên. Và đây không phải riêng là ở Hoa Kỳ mà trên thế giới có rất nhiều những công ty sản xuất dầu mà đang gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên các bạn thấy được là hôm nay chúng ta nhận được tin tức là công ty Weeding Petroleum đã khai phá sản tại vì giá dầu đã giảm quá mạnh trong quý 1 khiến cho họ không thể nào tiếp tục hoạt động. Và đây là một công ty lớn cho nên được nhiều người biết tới. Chứ thật ra trong thời gian mấy tuần qua cũng đã có rất nhiều những công ty dầu nhỏ gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc sa thải nhân viên. Cho nên cái giá dầu đi xuống thì một mặt là tốt cho cái người tiêu dùng tốt cho những người nào mà sử dụng dầu nhưng mà ngược lại sẽ dẫn đến cái việc là làm tăng lên cái số lượng người mà thất nghiệp tại vì đây là một ngành rất là lớn và nếu như mà nhiều công ty sản xuất dầu bị phá sản thì sẽ dẫn tới một cái hiện tượng là cái nguồn cung của dầu sẽ bị giảm lúc đó thì giá dầu cũng sẽ tăng lên cho nên các bạn thấy được là dầu giảm người tiêu dùng được cái lợi nhưng mà chỉ là cái lợi tạm thời trong thời gian dài sẽ dẫn đến cái sự tai hại nhiều hơn đó là lý do tại sao mà rất nhiều người quan tâm đến cái giá dầu. Và một điều khác thường muốn nói với các bạn là khi mà chúng ta thấy là giá cả của vật chất đi xuống thì người tiêu dùng sẽ được rất nhiều lợi tại vì các bạn có thể là mua được nhiều hơn cùng một số tiền. Nhưng mà một điều mà chúng ta ít nói tới ở trên channel này ngoại trừ là lạm phát. Cái điều mà lợi hại hơn lạm phát là giảm phát. Các bạn thấy là lạm phát nếu như mà quản lý được thì không phải là một điều đáng lo ngại chứ khi nào mà lạm phát không quản lý được trở thành siêu lạm phát đó mới là một điều mà các bạn cần phải quan tâm tới nhưng mà ngược lại giảm phát có rất nhiều tai hại khi bạn thấy được là giảm phát ngược lại với lạm phát là cái vật chất giảm giá cũng đồng nghĩa là cái số tiền trong túi của các bạn là đáng giá hơn thì các bạn có thể nghĩ là ồ oh, đương nhiên đây là một điều rất là tốt đối với người tiêu dùng tại vì bây giờ tiền trong túi của người tiêu dùng đáng giá hơn là trước đây nhưng mà giảm phát có một số cái phản ứng phụ như là chúng ta thấy được là giảm phát không tốt như những người nào mà đang vay mượn tại sao tại vì các bạn thấy được là cái giá của vật chất đi xuống tiền có giá trị hơn cũng đồng nghĩa là cái số tiền mà những người mà vay mượn trước đây bây giờ họ phải kiếm cái số tiền mới có giá trị cao hơn để mà bù đắp lại cái số tiền mà họ mượn trước đây có cái giá trị thấp hơn cho nên không tốt cho những người nào mà mượn tiền và các bạn nghĩ là ai đang mượn rất nhiều tiền? Đó chính là các chính phủ. Và ngược lại các bạn thấy là trong nền kinh tế giảm phát trong thời gian lâu dài cũng có ảnh hưởng rất là xấu tại vì nếu như các bạn cứ nghĩ là mỗi một tháng, mỗi vài tháng thì vật chất đều giảm giá tại vì chúng ta đang nằm trong cái tình trạng giảm phát thì người dân sẽ không có tiêu thụ nhiều, khiến cho cái nguồn tiêu thụ người dân sẽ bị giảm xuống, tại vì không có lý do gì mà họ mua nhiều ngày hôm nay. Nếu như mà trong vòng thời gian tới cái vật đó là giảm giá Bây giờ giảm phát vẫn chưa phải là một điều mà chúng ta cần phải lo ngại tới. Nhưng mà tôi cũng muốn giải thích cho các bạn hiểu được là giảm phát không phải lúc nào cũng là tốt. Bây giờ thì thường thấy là không ai dám nói là cái thị trường chứng khoán sẽ đi xuống và đi xuống tới mức nào. Tại sao? Tại vì bây giờ chúng ta vẫn chưa có được một tin tức chắc chắn liên quan tới là dịch bệnh. Tại vì các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones đã đi xuống 23% trong quý 1. Và chúng ta nói tới là chỉ số Dow Jones là trong đó có 30 công ty hay là chỉ số S&P 500 đã xuống 20% quý 1 trong đó có 500 công ty. Nhưng mà trong cái số 500 công ty của S&P 500 có những công ty đi xuống hơn cái con số 23% hay là 20% này rất là nhiều trong vòng 3 tháng qua. Và đối với những nhà đầu tư bây giờ thì cổ phiếu đi xuống sâu hơn nữa giống như là đi xuống thêm 7%, 10% thì cũng không có phải là cái mối lo ngại, cái sự mà họ lo ngại nhất là cái thời gian mà chúng ta nằm trong cái tình trạng này là bao nhiêu lâu đó mới là quan trọng tại vì các bạn thấy được là chỉ cần các nhà đầu tư có hy vọng là cái ngày kết thúc sẽ đến trong thời gian gần đây thì họ sẽ có thêm nhiều lòng tin vào thị trường tài chính nhưng mà bây giờ các bạn thấy là tình trạng dịch bệnh không có giảm cho nên không ai có thể là dám nói được là khi nào cả thế giới mới bắt đầu là họ phục lại trở lại như trước đây Bây giờ giả sử như là các bạn là một công ty mà các bạn bây giờ có thêm mượn tiền với các phần trăm rẻ như là chúng ta thấy là cái gói hỗ trợ của Mỹ đã được thông qua thì trong vòng vài tuần tới đây các bạn có thể mượn được tiền nhưng mà các bạn phải mượn bao nhiêu các bạn hoàn toàn không biết được tại vì các bạn không biết được là tình trạng này sẽ kéo dài bao nhiêu chính phủ thì khuyến khích những cái công ty là không sa thải nhân viên nhưng mà chủ công ty thì lại không biết được là nếu như mà có giữ cái người nhân viên này làm việc cho mình mà công ty đang bị lỗ lã thì nhân viên này giữ lại lỡ như mà tình trạng này kéo dài thêm vài tháng nữa thì sẽ như thế nào? thì công ty có gồng nổi hay là không cho nên các bạn thấy được là cái thời gian quan trọng hơn là cái độ sâu chứng khoán sẽ xuống được bao nhiêu tôi hy vọng là các bạn hiểu cái sự khác biệt thì các bạn thấy được là trên thế giới bây giờ là có 935.571 ca nhiễm số lượng người tử vong là 47.205 và số lượng người mà hồi phục là 194.260 các con số đều đang tiếp tục tăng lên và các bạn thấy được là Hoa Kỳ bây giờ là vẫn tiếp tục đứng hàng đầu bỏ xa nước Ý. Các bạn thấy được là Hoa Kỳ có 215.071 ca. Nước Ý đứng thứ nhì là 110.574 ca và Tây Ban Nha đứng thứ ba 104.118 ca. Nhưng mà khi chúng ta nói tới cái số lượng người tử vong thì các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ hiện tại đã vẫn đứng hàng thứ ba. Nước Ý vẫn đứng đầu với 13.155, Tây Ban Nha đứng thứ nhì với 9.387 người tử vong và Hoa Kỳ đứng thứ ba với 5.109. Đương nhiên những con số này sẽ thay đổi liên tục, nhất là trong cái thời kỳ mà Hoa Kỳ đang tiếp tục để mà xét nghiệm nhiều người dân thì con số ca nhiễm của Hoa Kỳ sẽ tăng lên trong thời gian 2-3 tuần tới đây. Đây là điều mà Tổng thống Trump cũng đã nói tới cách đây vài ngày ngày Chủ nhật. Và nói tới Hoa Kỳ nói riêng thì các bạn thấy được là cái tiểu bang đứng đầu vẫn là New York với 83.901 ca với 2.219 người tử vong. New Jersey 22.255 ca với 355 người tử vong và California đứng thứ ba với 9.807 ca, 213 người tử vong. Và vẫn như là ngày hôm qua khi bạn thấy là New York, New Jersey, hai tiểu bang này cộng lại đã là phân nửa cái số lượng ca ở Hoa Kỳ là 215.081 ca. Cho nên nếu như mà có thể là khống chế được cái sự lây nhiễm của hai tiểu bang này thì có thể đi giải quyết được hơn phần nửa vấn đề. Và chúng ta nói tới hai tiểu bang New York và New Jersey, thật ra hai tiểu bang này rất là nhỏ và các bạn thấy là hai tiểu bang này sát với nhau. Như bạn có nói biết là cách đây 2 năm Thuận làm việc ở New York, Thuận đã thâu rất nhiều video ở New York và những người làm việc ở New York phần lớn là sống ở New Jersey tại vì có cái thuế rẻ hơn và có cái chi phí thấp hơn cho nên người ta sống ở New Jersey, sau đó người ta sử dụng những cái phương tiện di chuyển như là tàu điện ngầm để mà đến New York để mà làm việc Và kế tiếp tôi muốn nói với các bạn liên quan tới Bitcoin, tình hình Bitcoin như thế nào Thì chúng ta trước khi mà đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay những cái video tương tự Thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Bitcoin hôm nay thì các bạn thấy là Bitcoin ở cái mức là 6.655 Hôm nay cũng có cái sự tăng trưởng mà thường nghĩ là nhiều bạn là cũng thấy vui Nhưng mà các bạn thấy là cái sự tăng trưởng này bắt đầu cái đây khoảng chừng là 6 tiếng Bây giờ là gần 7 giờ tối giờ Cali Thì mình thấy được là cái sự tăng trưởng này là bắt đầu từ 6 tiếng trước Đây là cái biểu đồ nánh ngày Và 6 tiếng trước thì là chuyện gì đã xảy ra 6 tiếng trước các bạn thấy được là lúc mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa đóng cửa là khoảng chừng là 1 giờ chiều giờ Cali. Chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa, sau đó thì mọi người lại bắt đầu chú tâm vào các chỉ số liên quan tới hợp đồng tương lai và các chỉ số hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ đang tăng trưởng. Các bạn thấy là hợp đồng tương lai của Dow Jones tăng 0,82%, S&P 500 tăng 0,92% và Nasdaq tăng 0,92% ở thời điểm hiện tại. Khi mà mọi người bắt đầu chú tâm về hợp đồng tương lai của thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và có cái sự tăng trưởng cũng đồng nghĩa là chúng ta có cơ hội rất cao là chứng khoán ngày mai sẽ là một ngày tốt thì Bitcoin này tăng lên. Đây có phải là sự trùng hợp hay là không thì tôi nghĩ là mỗi người đều có câu trả lời khác nhau. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái thời kỳ này khi mà hầu hết tại các mảng đầu tư đều có cái sự liên kết chặt chẽ hơn là trước đây. Tại vì các bạn thấy là ai bây giờ cũng cần tiền mặt để mà có thể là trang trải qua cái vụ dịch bệnh này. Cho nên các cái mảng đầu tư đều có sự liên kết rất là mật thiết và Bitcoin cũng không có ngoại lệ. Cái sự liên kết giữa Bitcoin và chỉ số S&P 500 đã lên tới một cái mức mà chúng ta chưa hề thấy trong lịch sử của Bitcoin. Chúng ta cũng đã nói tới cái tài liệu này rất nhiều lần. Còn riêng về Bitcoin thì các bạn thấy là chúng ta vẫn tiếp tục tiến tới cái ngày Bitcoin Halving kế tiếp. Bây giờ chứng đó là ngày 13 tây tháng 5, chỉ còn có 41 ngày nữa. Thì đã lâu chúng ta không nói đến cái ngày Bitcoin Halving này. Thì bây giờ các bạn thấy là cách đây khoảng chừng một tuần thì chúng ta có một cái hiện tượng đó chính là tổng số hash rate có nghĩa là cái số lượng tốc độ đào của Bitcoin đột ngột giảm xuống mà giảm xuống quá chừng là 30% làm cho nhiều người lo ngại Thường cũng đã làm một video nói riêng về cái vấn đề này nhưng mà các bạn thấy là khi mà hiện tượng này xảy ra thì có một số giải thích tại sao mà cái tốc độ đào Bitcoin đột ngột đi xuống một là có thể là có nhiều cái xưởng đào không theo hoạt động tại vì chính phủ bắt phải đóng cửa cũng như là nhiều cái doanh nghiệp khác xưởng đào cũng phải đóng cửa không hoạt động được khiến cho họ phải tắt những cái máy đào hay là những cái xưởng đào nhỏ không có chịu được khi mà giá Bitcoin đi xuống mạnh các bạn thấy là từ giữa tháng 2 cho đến cái thời điểm bây giờ thì Bitcoin từ 10.000 đô bây giờ chỉ còn có 6.800 đô và đầu tháng 3 Bitcoin nó rớt xuống cái mức là chỉ còn có 3.900 đô khiến cho những cái xưởng đào nhỏ hơn không có những cái máy đào mà có hiệu quả khiến cho họ bị lỗ lã và không tiếp tục đào cho nên họ đã bỏ cuộc đây cũng là một lý do dẫn đến cái sự xuống đột ngột của tốc độ đào của Bitcoin dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã biết là tốc độ đào sẽ được đi cùng với là độ khó đào và cái độ khó đào sẽ điều chỉnh lại khoảng chừng là mỗi trung bình là hai tuần đương nhiên tính thập lóc chứ không phải là tính theo cái thời gian Thường nhớ là khoảng 2060 lock là sẽ điều chỉnh là một lần, có nghĩa là tương đương với khoảng 2 tuần. Thì cái ngày kế tiếp dự đoán là sẽ điều chỉnh lại là khoảng 6 ngày, 8 giờ nữa và sẽ điều chỉnh xuống 9%, có nghĩa là cái độ khó đào sẽ giảm xuống 9% tại vì tốc độ đào vẫn đang trong cái xu hướng giảm. Nhưng mà có một điều mình thường muốn các bạn lưu ý là cũng tương tự như là Bitcoin, Bitcoin Cash và Bitcoin SV cũng có cái hiện tượng halving và cái ngày halving của Bitcoin Cash là ngày 8 tây tháng 4 và ngày halving của Bitcoin SV là ngày 9 tây tháng 4 có nghĩa là chúng ta chỉ còn có khoảng chừng là 7 tới 8 ngày nữa thì hai cái đồng này sẽ có hiện tượng halving và khi hiện tượng halving xảy ra thì cũng tương tự cái số lượng mà thưởng mỗi một lốc đào được sẽ bị giảm đi phân nửa cho nên khi mà điều này xảy ra thì các bạn nghĩ là các thời đào sẽ làm như thế nào thường nghĩ là lúc đó các thợ đào họ sẽ chuyển cái máy đào từ Bitcoin Cash và Bitcoin SV qua bên Bitcoin tại vì cả ba hệ thống này đều sử dụng sha 256 cho nên có thể là trong vòng chỉ có một tuần 10 ngày nữa thì các bạn sẽ thấy được là cái tốc độ đào của Bitcoin một lần nữa lại tăng lên tại vì có thêm cái máy đào di chuyển từ Bitcoin Cash và Bitcoin SV qua bên Bitcoin tại vì các thợ đào họ phải dùng cái máy của mình để mà đào cái đồng nào mà có hiệu suất cao nhất có thể cho họ cái thu nhập cao nhất và đó chính là Bitcoin sau khi mà Bitcoin Cash và Bitcoin SV halving thành công. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Và khi mà điều đó xảy ra thì sẽ làm cho những cái người trong ngành đào Bitcoin hiện tại sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tại vì các bạn thấy là cái sự cạnh tranh bị tăng lên. Và sau đó thì độ khó đào sẽ di chuyển ngược trở lại. Và cộng vào đó các bạn thấy là cứ di chuyển ngược trở lại mà nếu như mà tốc độ đầu tăng lên khiến cho khó đào hơn mà chúng ta ngày lại càng tiến tới gần Cái thời điểm đó chính là Bitcoin haven Chỉ còn có 41 ngày nữa Thì lúc đó cái số lượng Bitcoin mới ra đời Một block bị giảm đi phân nữa Thì các thợ đào bây giờ Các bạn thấy đã có một số thợ đào gặp khó khăn Khi mà điều đó xảy ra Nếu như mà giá không có tăng Thì sẽ dẫn đến cái việc Là nhiều thợ đào sẽ bán đi rất nhiều Bitcoin Để có thể tiếp tục duy trì Trong cái thời gian dài thì đây cũng không phải là một điều đáng ngại Tại vì điều này Sẽ khiến cho các thợ đào mà không có những cái máy đào tốt, những cái xưởng đào nhỏ là phải rời bỏ. Chỉ có những cái máy đào, những xưởng đào mà mạnh sẽ ở lại và tiếp tục phát triển trong ngành này. Cho nên trong thời gian dài đây cũng không phải là một điều mà chúng ta cần phải lo ngại. Nhưng mà trong thời gian ngắn hạn đây có thể là một điều xấu đối với giá cả của Bitcoin. Tuy nhiên bây giờ các bạn thấy là các bạn đầu tư đều tiếp tục trong chờ vào thị trường chứng khoán. Bước kế tiếp sẽ như thế nào cũng như là trong chờ có được một tin tốt liên quan tới dịch bệnh. Và đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này. Và nếu như mà bạn là một trader, bạn thích trade margin, thì các bạn có thể tham gia sàn NFX, tham gia thông qua link của thuần capital ở phía dưới. Các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là có tín hiệu trade miễn phí. Và trade margin không phù hợp với những bạn mới, chỉ phù hợp với những người nào mà có kinh nghiệm trading tại vì trade margin có rất nhiều nguy hiểm các bạn có thể lon đánh lên hay là số đánh xuống giá cả lên xuống các bạn đều có thể kiếm được lợi nhuận nhưng mà các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào trade margin và nếu các bạn muốn trade all coin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia tham mô liên của Thuận capital các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả về 10% vào ví của các bạn và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên thuận com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn